Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô Nam mô Nam mô con lại chính muôn trời lại mười phương Phật nơi Phật mười phương. Thì hôm nay là ngày mấy tháng mấy thì con không biết, nhưng mà hôm nay là coi như Ni Khmer cũng có làm một cái bàn mâm cúng để cho các thần linh thổ địa xung quanh dòng hai phước về đây chứng giám cho xóm trọ được bình an vô sự. Chứ từ trước tới nay là rất nhiều chuyện xảy ra đối với cái xóm trọ của hai phước. Nam mô xin mời các thần về đây chứng giám. Nam mô Nam mô Nam mô. Đúng là thật sự ra đúng cái loại bay là không còn cái việc gì để làm nữa rồi. Không còn cái việc gì để mà làm nữa. Nghe chưa? Giờ tụi bay coi như định về cái xóm trọ của ông Hai Phước là coi như truyền bá mê tín dị đoan đúng không? Hello, Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị. Trời ơi, em Ni ơi là em Ni. Đúng thật sự ra là sao mà em không tỉnh ngộ lại mà để cho coi như nó dựng cái kịch bản lên để mà coi như lập bàn thờ cúng kính và em Ni. Hả? Em chưa thấy coi như cái khu đó nó rắc rối vậy hả em Ni? Hả? Mà để coi như dựng cái kịch bản lên để cúng kính, sao mà lại có hai cái bàn thờ vậy? Cái khu đó là phải lập lên 10 cái bàn thờ, lập lên 10 cái như cái bàn ngũ quả mà cúng. Chứ làm gì mà coi như cúng được có hai bàn vậy? Hả? Mày lấy cái nước gì để mày tát vậy? Mày lấy nước thánh ở đâu để về mà coi như tát xung quanh nhà để cho không có chuyện xảy ra vậy? Ở đó nhiều ma nhiều mảnh lắm đúng không? Để mày kêu coi như thần thánh về đó để coi như giúp mà trừ ma trừ mảnh đúng không? Phải lập nhiều cái bàn thờ lên. Nhiều. Chứ lấy bàn thờ chưa đủ đâu. Phải coi như xung quanh cái khu vực đó, mỗi góc mỗi cái bàn thờ, mỗi góc mỗi mâm ngũ quả. Chứ làm gì mà coi như có hai mâm ngũ quả vậy? Vậy thì coi như không đủ để cho ma mảnh ở đó ăn đâu. Ma mảnh ở đó nhiều lắm. Nó xung quanh ở đó mà. Nên là coi như phải lập nhiều lên, nhiều cái bàn thờ, mua nhiều thịt, nhiều cá về, nhiều trái cây về để mỗi góc mỗi bàn. Chứ làm gì mà coi như để hai bàn, bàn trong nhà, bàn ngoài trời vậy? Cúng vậy không đạt tiêu chuẩn đâu, chưa đạt tiêu chuẩn. Nghe chưa? Chưa đạt tiêu chuẩn đâu, tụi bay phải cúng nhiều. Nên là nói đúng thật sự. Cái tụi bay với là cái tụi ma tụi mảnh. Nghe chưa? Việc gì đâu phải cúng. Cúng là đâu ai chứng cho tụi bay. Chả ai chứng cho tụi bay cả. Thần thánh không về đó đâu. Cái khu đó toàn ma không về đó làm cái gì. Thần thánh nói chung là thần thánh cũng không dám đến cái khu đất đó. Nghe chưa? Có thần có thánh thì cũng không dám đến cái khu đất mà tụi bay đang ở đâu. Vì tụi bay toàn là tụi ma tụi mảnh, toàn là cô hồn, không có như thần thánh nào dám về đó. Mà coi như dám lập bàn thờ lên để mà cúng mà kính. Tụi bay đang lan truyền mê tín dị đoan đúng không? Hả? Tụi bay đang tuyên truyền mê tín dị đoan đúng không? Cúng là cúng tụi bay á. Tụi bay muốn yên ổn á thì lập bàn thờ lên để mà cúng cái tụi bay á. Cúng cái thằng mà đang cầm máy quay ghi hình nhá. Nghe chưa? Thì cái khu đó mới yên ổn được, bà con xóm trọ đó mới yên ổn được. Còn tụi bay đừng có mà bày đặt ra là coi như mang hương, mang hoa, mang ngũ quả về mà cúng mà kính. Tụi bay đừng có làm cái trò coi như vớ va vớ vẩn vậy. Làm cái trò mèo vậy. Nghe chưa? Không biết là coi như vợ chồng ông Hai Phước á là có phải chủ cái khu đó nữa hay không ta? Hả? Mà tụi bay coi như dựng lên coi như cái phim trường đến như vậy kìa. Cái đất đó là không có chủ à? Hả? Cái nhà đó không có chủ à? Để cho tụi bay muốn dựng cái gì lên tụi bay dựng à? Hả? Tụi bay coi như mất dạy thì cũng mất dạy vừa vừa thôi.
cô hồn cũng vừa vừa thôi. Cô là cô hồn các đảng ở đâu mò đến bây giờ coi như bảo là coi như cúng kính để cho coi như thần thánh ở đó là coi như lên để mà coi như trị tôi, để mà coi như cho tụi bay yên ổn. Tụi bay là cô hồn các đảng rồi thì coi như ai đến đó thần thánh đâu mà dám đến đó. Không dám đến đó với tụi bay đâu. Tụi bay coi như dựng chuyện lên để mà coi như kiếm tiền chưa đã. Hả? Mà cái thằng Bình Định dấu yêu nữa. Mày á, đừng có mà coi như lên những cái kịch bản coi như nham nhở đến như vậy. Giờ không còn cái gì nữa là bắt đầu lên cái kịch bản là coi như cúng thần thánh được, coi như cúng ma cúng quỷ ở đó. Tụi bay là cái loại tụi ma tụi quỷ rồi đó. Tụi bay là hạo hóa ra là coi như tụi quỷ rồi đấy, chứ cúng ai? Thần thánh ở đâu mà tới đó mà coi như để mà coi như cho bay nổn. Vừa va vừa vẩn, tụi bay là đang truyền bá mê tín dị đoan. Nghe chưa? Đưa lên cộng đồng. Mẹ công an vô cổ tụi bay hết bây giờ. Vừa va vừa vẩn. Càng ngày càng lòi cái bản chất coi như. Còn cái thằng Ni Khmer, cái thằng mất dạy đó nữa. Giờ là coi như tụi bay là coi như đánh vô cái tâm lý của những bà già, ông già mê tín dị đoan đúng không? Hả? À, giờ là tụi bay lại đánh vô cái tâm lý đó đúng không? Giỏi. Tao cũng thấy là coi như tụi bay giỏi rồi đó. Hết kịch bản rồi, giờ là đến cái kịch bản tâm linh đúng không? Tao cũng đến phục tụi bay luôn đó. Giờ đánh với cái tâm lý của khán giả là mê tín dị đoan, tâm linh. Tụi bay á, phải cúng nhiều, đang phải cúng rất nhiều nữa. Có hai mâm vậy là chưa đủ đâu. Tụi bay còn lên hình nhất là còn nhiều chuyện. Chứ đừng có mà mang ra đó mà cúng mà kính. Mà hỏi cái thằng Ni Pháp Sư dạo này thành Pháp Sư lâu chưa? Hả? Tao hỏi mày là mày thành Pháp Sư lâu chưa? Rồi mày dở ba cái tiếng dân tộc ra coi như xì lô á. Làm như kiểu là coi như người kinh không biết hả? Tụi bay làm Pháp Sư lâu chưa vậy? Tụi bay coi như ra cái giọng Pháp Sư lâu chưa vậy? Giờ là coi như không còn cái gì bịp nữa là bắt đầu là chuyển qua mê tín dị đoan để bịp đúng không? Ừ. Không còn việc gì làm nữa và bây giờ chuyển sang mê tín dị đoan để bịp người đúng không? Nên là đúng thật sự cái bản chất cái con người. Đấy, trước kia là nói em Ni hiền lắm, em Ni thế nọ thế kia. Hết dùng nước mắt xong là giờ bắt đầu dùng đến cái như mê tín dị đoan. Đó là để cho cô chú anh chị theo dõi nhận xét và đánh giá. Còn tụi bay không thể cúng được đâu. Nghe chưa nào? Tụi bay không cúng được. Vì là coi như tụi bay là cô hồn các đảng rồi, giờ là coi như thành cô hồn các đảng rồi thì coi như cúng sao được nữa. Cúng ai nữa, thần thánh đâu mà dám tới đó mà chứng cho tụi bay nữa. Mẹ đâm ra cái như giờ mang dựng bình dựng hoa dựng mâm ngũ quả ra cúng. Hai mâm ngũ quả chưa đủ đâu, tụi bay phải dựng nhiều mâm ngũ quả nữa thì may chăng là cái như với cúng được cái cô hồn nữa. Lối đó, cái lối đó là trời thuộc vô cô hồn với ma mạnh đâu hết rồi mà quỷ ở đó rồi mà tụi bay cúng sao được hả? Giờ là chuyển sang cái vụ pháp sư. Mẹ vơ va vơ vẩn. Đúng thật. Càng coi mà vừa tức mà vừa buồn cười đấy cô chú anh chị. Đấy, cô chú anh chị coi như cứ theo dõi đây. Đang còn nhiều tập hay lắm. Đang còn nhiều cái mà bí hiểm với cái bọn này lắm. Nghe nha. Rồi bye bye tất cả cô chú anh chị.